Hello mọi người, hôm nay là ngày 15 tháng 4 Thì hôm nay là một cái tin vui cho tất cả những người trên nước Mỹ Thì um, hôm nay thì uh, government đã bắt đầu deposit check vào trong nhà băng của mọi người rồi Thì nếu mà người nào mà chưa có lấy được cái payment Thì các bạn có thể vô website này IIS.gov Và các bạn vô trong đây, các bạn kích vào một payment để mình back lại cho các bạn Các bạn kích vào một payment này nhé đó. Thì trong đây nó sẽ đưa ra một cái trang Thì chúng ta sẽ go to get the payment Thì đây là những cái người mà Đây là những cái payment mà Những người đã khai thế năm 2018 và 2019 sẽ nhận được Thì đối với cái tiền ngày hôm nay họ cho là Cho mỗi gia đình á Hai vợ chồng thì mỗi người được 1 hai Và nếu mà có con thì mỗi một đứa con sẽ nhận thêm 500 nha các bạn Đấy mình click vô OK thì trong đây họ sẽ có thông tin là mình điền sâu sâu vô và ngày tháng năm sinh và địa chỉ và zip code thì các bạn điền đầy đủ thông tin vào và sau đó mình bấm continue thì sau đó nó sẽ đưa ra một cái trang web thì mình thì mình đã nhận được rồi cho nên mình không thể làm được thì mình chỉ chỉ dẫn các bạn đến đây thôi thì các bạn có thể tự làm rồi nhé thì sau khi cái continue này thì họ sẽ đưa ra một cái thông tin về nhà băng thì chúng ta sẽ điền thông tin vào nhà băng vào thì sau đó họ sẽ deposit cái tiền thẳng vào trong nhà băng của chúng ta các bạn nhớ nha phải điền cho đúng những cái thông tin này và mình sẽ nhắc lại một lần nữa đây đây là trang web mà của chính phủ đưa ra thì các bạn có thể search trên google hoặc là các bạn có thể đánh vào là is gov Google nè sẽ cái là get my payment đó thì các bạn có thể bấm vào và các bạn sẽ thấy được cái trang này thì hôm nay mình cũng đã được nhận được tiền rồi ok thì video ngày hôm nay mình chỉ chia sẻ ngắn gọn về cái thông tin vui ngày hôm nay cho mọi người thôi thì những ai mà chưa nhận được thì lên trang web này để thực hiện những cái những cái quy trình mà chúng ta có thể nhận được cái tiền của chính phủ trợ cấp trong cái mùa covid này nha mọi người ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp bye bye